đội Thác Công Lipa, nước thân thể nguyên bản lên của mày. Hey yo, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha anh em. Hôm nay mình sẽ vào trong đây gợi ý cho các anh em là ba mục rất là quan trọng anh em ạ. Cái mục đầu tiên là các anh em vào trong một cái nhiệm vụ ngày. Nhiệm vụ ngày nó cho chúng ta mắc điểm ngày là 100 điểm. Thì các anh em có thể là vào trong đây đi những cái sự kiện. Như ví dụ là anh em đi ở trong là Blue Cutter, anh em sẽ được là 10 điểm. Anh em đi bên một cái sự kiện review, anh em sẽ được 10 điểm. Anh em quánh những con boss vàng, anh em sẽ được 20 điểm. Quan trọng là các anh em đánh những cái con boss lửa là những con boss đỏ thì các anh em sẽ được 50 điểm. Ngoài ra các anh em có thể làm những nhiệm vụ linh tinh. Và đặc biệt thì mình khuyên anh em, nếu mà có điều kiện chơi, nếu luồn lách được chút xíu thì các anh em làm cho mình cái nhiệm vụ là boss đỏ này trước. Vì boss đỏ này anh em farm được 50 điểm là cái điểm của chúng ta tăng lên rất là nhanh. Vì sao nhanh? Thì anh em khi mà ăn một cái nhiệm vụ cuối cùng thì các anh em sẽ có được một like. Một like đó để làm gì? Một like đó một chút nữa mình sẽ về mình save win. Và vấn đề chính mà mình giới thiệu cho các anh em á là để đi save win anh em à. Anh em hỏi là chừng nào mới nhận được cái dây chuyền? Vì ở đây nó sẽ ADD cho chúng ta mỗi một. Khi mà ở đây một cái mục hoa tai, các anh em phải làm hết cái nhiệm vụ. Qua tới một cái rin là một chiếc nhẫn, anh em cũng phải làm hết nhiệm vụ. Và tới một cái dây chuyền thì anh em cũng phải làm hết nhiệm vụ. Thì ở đây mình đã làm chưa có được hết nhiệm vụ, mình chỉ còn là một nhiệm vụ nữa thôi. Nhiệm vụ này á thì tầm khoảng là 2 ngày nữa mới hoàn thành. Vì sao? Ở đây là nó bắt buộc chúng ta là phải khảm một cái dòng lai vào trong một cây vũ khí hoặc là một trong món đồ thì nó cho chúng ta vượt ải và nhận được một cái dây chuyền. Và vấn đề quan trọng hôm nay mình sẽ về mình gom nguyên liệu, mình xây một cái win xem là nó ra như thế nào. Thì mình cũng đang chuẩn bị một con nữa để làm nhiệm vụ xây thêm một cái win nữa. Nhưng đầu tiên mình sẽ xây một cái win của bên cái ạc con DK trước nha. Sẵn ở đây thì mình sẽ vào trong đây review cho anh em luôn. Bộ đồ này á là mình không hề mua một món nào luôn. Ở đây là cho chúng ta là tặng hết. Một cái qua tay là tặng nè, một cái nhẫn là tặng nè. Còn những cái cây công cụ như gì, những cây vũ khí như gì thì các anh em có thể là chịu khó treo. Nhưng mà nhân phẩm là nó sẽ ra hên xui và random. Nếu mà đỏ mai thì các anh em sẽ treo ra sớm. Nếu mà không mai các anh em cũng vẫn treo ra bình thường. Vì cái con game này các anh em không cần phải đầu tư vội đâu. Chỉ vào trong đây thả vào chơi trải nghiệm từng ngày thì nó sẽ ra rất là nhiều đồ anh em ạ. Thì ở đây mình đã có một cái set cấp 4 full thằng. Một cái mũ thì mình cho lên 4 ốp cho nó đẹp. Tiếp theo là một cái áo mình cũng cho lên 4 ốp để cho nó đẹp nhanh. Mới có cộng 7 thôi. Mình trừ nguyên liệu để mà mình đập cái cây kiếm này trước. Mình chơi tầm khoảng là 15-20 phút gì đó. Cái mình nhá vô mình đập một ốp. Mình không có đập liền đâu anh em ạ. Mình chỉ là đi vô đi ra rồi mình đập thôi. Tiếp theo là chúng ta có một cái quần. Cái quần chỉ 2 ốp thôi. Và anh em có thể là kiếm những cái quần này nè. Cái này có thể là sang sẻ qua. Nếu mà cái quần này nó ở chế độ là một cái dòng giảm sát thương hay là một cái dòng phản nữa thì mình sẽ cho nó lên 3 ốp. Anh em muốn làm như thế nào thì một lát nữa mình review hết cái set đồ mình sẽ chia sẻ luôn. Và những cái món gác như gì, anh em nếu mà treo bán hoài người ta không mua, treo với cái tỷ số mà nó cực kỳ rẻ người ta cũng không mua, các anh em đừng làm gì hết. Một lát nữa mình chỉ cho các anh em nâng cấp được cái cây vũ khí lên nó cực kỳ khỏe luôn. Thêm là cái dòng thủ, thêm cái dòng HP và thêm cái dòng đam. Một lát nữa sẽ nói thêm. Ở đây cái món đồ thằng nào nó không phải kết hợp là 4 món một cái dây chuyền hoặc là 4 món một cái nhẫn, thì ở đây nó cho chúng ta là bằng full bộ đồ, kết hợp full bộ đồ thì nó sẽ cho chúng ta một cái dòng thủ, cái dòng đép cộng 50, max HP là 7% và tăng thêm một cái dòng đam chúng ta là 5% và cái dòng super với là cộng 2. Khi mà mình mặc cùng loại đồ cấp 4 với nhau thì nó sẽ có những cái dòng bổ trợ thêm cho chúng ta. Ở đây là Hion 5 món 5/5 thì nó sẽ có như gì nha anh em. Và khi anh em muốn mà nâng cấp sang sẻ một cái dòng bên đây qua cái dòng bên kia, anh em phải có là 2 món đồ y chang với nhau. Hiện tại là mình có một cái quần gầm đỏ và ở trong đây mình cũng có cái quần gầm đỏ, thì các anh em vào trong đây, các anh em vào trong một cái hình phi tiêu, các anh em vào trong cái chỗ là có hình cây rìu, cái búa với cục đe nè, cái này thường thường là người ta gọi là chế tạo đấy anh em ạ. Thì các anh em có thể là quán đổi vị trí ốp cho nhau, và mỗi khi quán đổi vị trí ốp á là một món còn và một món mắc. Như điển hình mình sẽ bỏ cái món này vô. Nếu mà ở trong đây cái quần của mình nó có thì nó sẽ phực cái quần ở bên đây nữa. Thì các anh em nên nhớ nha, cái dòng trên đây là dòng vũ khí nè, cái dòng đây là cái dòng offline, cho nữa mình sẽ đập 2 cái offline vô trong đây để mình qua ải nha. Dòng dưới đây là nhẫn qua dây chuyền, khi mà đủ điều kiện rồi nó sẽ phực sáng dưới đây, nhẫn qua dây chuyền nha, thì nó sẽ phực sáng dưới đây, anh em khảm vào. Và một cái điều quan trọng mà hồi nãy mình nói mà nó tắt ngang, các anh em bấm vào một cái phần là nâng cấp sao cho cây vũ khí của mình. Nâng cấp này nó tương tự như là nâng cấp cái ngọc socket vậy đó anh em. Thì ở đây là mình có nâng cấp cái ngọc socket của mình đây. Cái dòng đầu tiên là level 1 nè, chúng ta sẽ có một cái dòng là attach nè. Level 1 thứ hai cũng là dòng attach và level 1 thứ ba là một cái dòng thủ. Ba cái nguyên liệu này làm sao mà có được nguyên liệu như gì? Thì như ví dụ các anh em
bấm vào trong đây đi, nó sẽ có như gì. Rồi các anh em không có gì để khám phải không? Đây mình sẽ chia sẻ cho anh em luôn những cái món đồ gác như gì. Mình sẽ ví dụ một cái món này ba ốp như gì mà không ai mua phải không? Rồi như ví dụ cái này đi, cái này là một ốp, ốp thủ nè, không ai mua thì mình sẽ làm cho anh em xem. Các anh em bấm vô, rồi các anh em ở bên đây nè, cái chữ là Moga, và các anh em chọn cái dòng cuối cùng nè, cái dòng là Savare nè. Các anh em bấm vô trong đây, bấm vô trong đây nó sẽ cho chúng ta những cái món đồ gác. Ví dụ mình cái quần này đi, nó không có gì hết thì mình sẽ bấm phân hủy cái quần này thì nó sẽ ra cho chúng ta là những cái mẫu nguyên tố như gì đây. Ở đây nó cho chúng ta nè, Attach nè, Dep nè, HB nè. Thì các anh em phân gã ra nha. Ví dụ mình sẽ phân gã cái này ra, phân gã thành công. Tiếp theo một cái áo như gì đây, mình sẽ phân gã cho anh em xem luôn. Tiếp theo cũng được ba món nha. Một cái quần như gì á thì là cho chúng ta ba ộp, một cái giò ba ộp nha. Giò ba ộp này cho nữa mình sẽ bán, mình chừa lại đi anh em. Anh em chờ một lát, mình sẽ đi dời gương, mình kiếm những cái món đồ gác, mình sẽ làm cho anh em xem. Rồi một lát mình sẽ vô mình lựa những cái món đồ ra, mình xây win luôn cho anh em xem luôn, để mình treo lên mình bán nhanh em. Ở đây cứ kéo kịch luôn, ba dòng như vậy các anh em cứ kéo kịch luôn. Tại vì món đồ này mình cũng không xài thì để đi làm gì anh em, mình bán đi, mình bán đợi mình tích lại những cái mua con. Rồi anh em có thể là mua cái món khác đây, kéo kịch luôn. Như gì thì nó quá rẻ anh em, HP rồi thêm thủ nữa. Các anh em kéo lên cho to to tí đi, bán 3k đi. Chứ nào không được thì mình có thể là mình hạ giá xuống nữa nha. Đây mấy món đồ đây thì mình đã có bán đây. Hiện tại thì mình còn mấy món đồ nha, thì mình sẽ đem ra, mình sẽ phân rã ra hết để cho anh em xem là mình được những gì, có ép được một cái viên nguyên tố hay không. Thì các anh em bấm vào trong đồ, đồ này thì mình có hai ộp nè, một ộp là phản và một ộp bonus, thì mình sẽ phân rã luôn, phân rã cho nó được 15 điểm nha. Một cái quần nè, ở đây là mình có một cái mũ nè, tiếp theo là mình sẽ có một cái áo, thì ở đây nó sẽ cho chúng ta là 21 điểm, thì các anh em phân rã luôn nha. Phần trăm là từ 8 tới 21, nó sẽ ra random. Nếu mà các anh em vào trong đây các anh em chết lên, cái mục của mình mới có 14, nó hơi bị đen chút xíu anh em à. Mình sẽ lại đây mình ép nguyên tố xem là nó có cho mình ép hay chưa. Thì các anh em bấm vô, các anh em bấm là USA, nếu mà được thì ở đây nó sẽ cho chúng ta ép nguyên tố luôn. Ép sale nè, ép sale này tỷ lệ của nó là cho chúng ta ra random nha, 14 nè. Ở đây mình có tỷ lệ là 14 trên 10, thì mình sẽ ép mỗi lần là chúng ta sẽ tốn 2, thì mình sẽ ép đây. Như vậy là mình được 2 viên nha anh em. 2 viên đó anh em sử dụng làm sao thì ở đây mình sẽ khảm vô đồ cho anh em xem luôn. Ở đây nó sẽ có nè, một viên này là cho chúng ta một cái dòng Attach nè, ở đây cho chúng ta thêm một cái dòng Dead nè. Thì các anh em bấm vô, bấm OK, thì đầu tiên mình sẽ cho vào cái mũ trước nha. Cái mũ nè mình sẽ bấm vô cho một dòng nè, cái này là nó sẽ nâng cấp thêm cho anh em. Cái này liver này mình có thể là nâng cấp được nha anh em. Tiếp theo cái dòng thứ hai thì các anh em bấm thả vô, tương tự các anh em hình dung như là mình đang khảm socket đó anh em à, nó rất là dễ hiểu nha. Đồ á thì nó không phí phạm gì đâu hết, đồ chúng ta có thể là ví dụ từ một ốp chúng ta kiếm những cái dòng random ra cho nó lên full ốp thành 4 ốp như gì đó cho nó đẹp nha anh em. Nếu mà nó gác nữa thì các anh em có thể là phân quỷ ra để cho chúng ta là khảm vô những cái dòng như là những cái viên socket đó anh em à. Vấn đề chính của mình đó là mình sẽ ra ngoài đây mình xem cái win, hy vọng là nó ra một cái win. Nếu mà đắt quay hoặc là đắt kin là đều dùng được. Vì sao? Vì mình có một con MG, còn nó ra cái win fail thì cỡ như là lỗ vốn nặng nha. Mình sẽ đem là hai like ra. Cờ ra thì mình có 3 viên rồi anh em à. Ở đây có một cái khiên đó, cái khiên này chừng nữa mình đem ra mình bán luôn nha. Mình sẽ sắp xếp lại cho nó thẳng thớm lại. Qua đây là tiết mục chính của chúng ta và một cái clip chính của chúng ta để làm nên một cái win. Thì win này thì anh em người ta đã có xây từ khi mà Tạo Thiên Lập Địa cái con game này mới ra. Thì mình chơi sao anh em tầm khoảng 1 tuần, con game này tầm khoảng 1 tuần rồi mình mới chậm chân tới. Thì anh em đã có win rất là nhiều rồi. Và anh em vô chơi tầm khoảng 1 ngày, 2 ngày qua ngày thứ 3 là người ta có thể là xây win. Còn mình chơi tới hẳn tới bây giờ luôn mới có cửa xây win được. Tại vì là mình chơi rất là nhiều ạc anh em à. Thì vào trong đây nó sẽ nổi lung tung hết. Các anh em có thể là vào trong một cái win đây, nó có đẩy một cái win nha. Anh em bấm vào một cái win 1. Win 1 này cho chúng ta tỷ lệ là 100%, nhưng mà nó sẽ ra random. Một cái ở trên là phù thủy và MG, cái chính giữa cho chúng ta là một cái là cánh ác quỷ. Cánh ác quỷ này dùng cho là cái con DK và cái con MG luôn. Mình đã có nói rồi, anh em chơi con MG là các anh em ăn được 2 cửa, các anh em chỉ thua 1 cửa thôi. Còn mà các anh em chơi như ví dụ chơi con cung nữ, các anh em thua là 2 cửa, chơi con đắt kim thua 2 cửa, chơi con đắt quai cũng thua 2 cửa luôn. Vì sao mà cái con game Magic nó lại nhiều thì các anh em biết rồi đấy. Nếu mà muốn xây được một cái win 1, nguyên liệu của chúng ta phải cần ở đây là chúng ta có thể là nhận free hết nha, không cần phải nạp, không cần đầu tư. Các anh em nếu mà có cách cài nhanh thì các anh em có thể là mua ở trên shop luôn, chúng ta quay cho nó nha. Còn nếu mà không mua trên shop thì chúng ta có thể là cài làm nhiệm vụ nó sẽ ra hết nha. Ở đây là cho chúng ta 2 like chúng ta mới làm được, ở đây 2 cờ game mới làm được. Bơi của ếch chỉ dùng có 1 thôi, bơi cũng 1, ếch cũng 1 và trao cũng 1 luôn. Tỷ lệ cho chúng ta xem là được cái gì. Tới đây anh em hãy đánh giá cho mình xem là cái win này nó sẽ ra những cái gì, ra là cái win đắt quai, đắt kim, cung nữ hay là ra cái win gì anh em ạ. Thì các anh em hãy mạnh dạn comment vào cuối phần video để ủng hộ cái kênh, cho kênh cài
càng ngày càng phát triển nha anh em. Tới đây á thì cái tay của mình nó hơi bị giật chút xíu, nhưng mà thông cảm anh em à, farm cũng hôm nay tầm khoảng là 4-5 ngày gì đó nó mới được. Thì người ta đã vô, người ta làm nhiệm vụ rất là nhanh. Vì sao mình làm không được không? Tại vì không có người kéo anh em à. Nói thật là không có người kéo và chơi trúng luôn cái con DK, không có đồ cái nữa thì mình không có thể làm nhiệm vụ được. Bây giờ mình làm nhiệm vụ được rồi thì vào trong đây để mà mình xây cái win cho anh em biết ngay và luôn. Thì ngày mai nữa thì mình sẽ xây một cái win cho cái con MG nữa nha anh em. Con MG nó được một like rồi. Rung quá anh em à, mình không biết cái cảm giác giờ này anh em ra sao chơi một cái con game cổ thời kỳ đầu. Chỉ có 4 class thôi nhưng mà đồ nó thì đa cấp, nó cao cấp chút xíu, nhưng mà một số thông tin tính năng á thì cũng như là cũng vẫn là cái con game cổ nha anh em. Cái con game cổ thời kỳ đầu mà xây ra một cái win như gì đâu phải dễ anh em, phải chày da chóc dãy dữ lắm luôn mới xây được cái win. Thì bấm luôn nè anh em à. Cái gì đấy? Ui giời ơi, ra cái win đất quay anh em à. Ra cái win đất quay như vậy là cho cái con MG đeo được. Như vậy là con MG trúng số rồi. À, như vậy mình sẽ chuyển qua cái con MG nha. À, cũng khá thành công anh em. Tại vì mình có chơi một cái ạc MG và MG của mình thì thấp hơn cái này chút xíu. Nhưng mà MG của mình á có cái bộ đồ cấp 5 rồi. Bên đây chỉ có bộ đồ cấp 4 thôi. MG mình hiện tại đang ở cấp 5 nha. Chứ nữa thì mình sẽ đeo lên cho cái con MG cho anh em xem. Thì ra xem cái thành quả của mình là được cái win như thế nào. Ở đây nó có một cái win cực kỳ đẹp. Và xem là cái win này nó hỗ trợ cho chúng ta những cái dòng gì. Thì nó sẽ hỗ trợ thêm dòng S. Đầu tiên thì nó sẽ cho chúng ta 15%, hai dòng 15% là hấp thụ sát thương và tăng sát thương. Còn thêm một cái dòng S nữa, xem là nó có ra được cái dòng S không nha. Khui, à ra được một cái dòng tấn công liver rất là ngon nha anh em. Cái dòng tấn công liver thì liver của mình càng cao thì cái lượng đam của mình cho ra càng nhiều anh em ạ. À, như vậy là nó rất là ngon, là không phí mấy ngày nay mà mình đang cặm cụi farm nha anh em ạ. À, ở đây có một cái win cực kỳ là ngon. Ở đây thì hai dòng này lúc nào cũng chuẩn hết. Một cái dòng cho chúng ta là 15% hấp thụ sát thương là cái dòng bonus thêm, và một cái dòng là 15 sát thương. Ok, như vậy là thành quả của chúng ta hôm nay ra được một cái win của Đất Quay cũng không hề phí anh em ạ. À, và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.